Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 20 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 1, Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và tặng quà các đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng. Cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, từ năm 2014 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình Tết sum vầy với trên 90.700 lượt đoàn viên được tặng quà, thụ hưởng từ các hoạt động với số tiền trên 32 tỷ đồng. Các hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo niềm tin của đoàn viên người lao động, giúp người lao động vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội ghi nhận biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, mong muốn các cấp công đoàn tiếp tục phát huy vai trò tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp này, Trung tướng Đỗ Quang Thành đã trao 100 suất quà cho 100 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Hòa, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng. Đây là nguồn động viên khích lệ giúp đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20 tháng 1 năm 2024 với chủ đề Kỷ niệm 74 năm Ngày Đo lường Việt Nam, nhìn lại công tác quản lý đo lường năm 2023. Ngày 20 tháng 1 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 08SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Đây là nền tảng điểm xuất phát, mốc son lịch sử, đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành đo lường Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định lấy ngày 20 tháng 1 hàng năm là ngày đo lường Việt Nam nhằm tôn vinh động viên các cán bộ làm công tác đo lường, đồng thời thúc đẩy hoạt động đo lường đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc tế. Nhiều năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nay là Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực tham mưu cho lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trên các phương diện hoạt động, đã thực hiện kiểm tra được hơn 3.000 phương tiện đo, tổ chức 3 cuộc kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hóa tại 26 doanh nghiệp, quản lý và sử dụng có hiệu quả 35 chuẩn đo lường và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn. Tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cán bộ viên chức cần nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đo lường, tiếp tục tham mưu đề xuất phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong công tác kiểm định, thử nghiệm, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước và đời sống của nhân dân. Ngày 19 tháng 1 tại huyện Thạch An, Cụm Giao ước thi đua các huyện miền Đông gồm Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang, Thạch An và thành phố Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các phong trào thi đua thường xuyên chuyên đề được các địa phương phát động gắn với những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, gắn với các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Các đơn vị cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Các đơn vị tặng trên 14.600 suất quà, tổng trị giá trên 6,7 tỷ đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 100% hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính. Các hoạt động văn hóa thể thao, thông tin tuyên truyền được chú trọng nâng cao chất lượng, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Có 88 công trình phần việc đăng ký cấp huyện, thành phố và 5 công trình đăng ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chào mừng kỷ niệm 525 năm ngày thành lập tỉnh, giới thiệu 6 mô hình, 15 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Thời gian tới, Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân về thi đua khen thưởng, chú trọng hơn nữa đến công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, ghi nhận động viên kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Tại hội nghị, các huyện, thành phố đã bầu huyện Hạ Lang làm trưởng khối giao ước thi đua các huyện miền Đông năm 2024.
Ngày 20 tháng 1, đoàn công tác của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức thăm tặng quà tại huyện Trùng Khánh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Cao Trương, đoàn đã trao tặng các phần quà bao gồm 40 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 2.000 trứng gà, 150 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị các phần quà 60 triệu đồng. Nguồn kinh phí được vận động từ các cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng cũng đã trao 50 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất 500.000 đồng được trích từ Quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, giao lưu, động viên và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Ngày 20 tháng 1 tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cụm thi đua số 1 đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Tết yêu thương Xuân tình nguyện năm 2024. Hiện nay, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa đã đạt 18 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, còn duy nhất tiêu chí hộ nghèo chưa đạt với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 25%. Nhằm góp phần hỗ trợ xã về đích nông thôn mới trong năm 2024, Cụm thi đua số 1 đoàn khối đã trao tặng 40 suất quà cho 40 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, tặng quà cho đoàn thanh niên xã Phúc Sen với tổng giá trị gần 13 triệu đồng. Sau khi trao quà, đoàn viên thanh niên Cụm thi đua và đoàn xã Phúc Sen ra quân trồng 30 cây mận tại Lũng Sâu, xóm Đâu Cọ, nhằm góp phần tạo cảnh quan phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa phát huy vai trò xung kích tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên, hỗ trợ nguồn lực vật chất và tinh thần giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tổng nguồn vốn đơn vị huy động đạt trên 5.300 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm trước, hoàn thành 200% kế hoạch tăng trưởng, dư nợ cuối kỳ tăng 6,5%, doanh số thu nợ đạt 7.509 tỷ đồng, tăng 35%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,4%, tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm online chiếm 27% tổng tiền gửi có kỳ hạn, tăng 13% so với năm 2022. Bên cạnh đó, BIDV Cao Bằng tập trung phát triển các kênh giao dịch điện tử, tăng cường khả năng tiếp cận online, cung cấp hơn 2.500 mã QR code cho các tiểu thương và hộ kinh doanh, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Năm 2024, BIDV Cao Bằng tiếp tục bám sát chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để giải ngân cho vay lĩnh vực ưu tiên trọng điểm, nỗ lực thực hiện chuyển đổi số đối với các dịch vụ ngân hàng, phối hợp với các cơ quan đơn vị để triển khai các dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu tăng trưởng huy động vốn, chăm sóc khách hàng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng tín dụng ổn định. Nhân dịp này, một cá nhân được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen, một cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam, Tổng Giám đốc BIDV, Giám đốc chi nhánh Cao Bằng, tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.